Hello, xin chào mừng các bạn đến với Luận BK Channel. Ngày hôm nay tôi lại tiếp tục với một clip mà hướng dẫn anh em để các cái tính năng xử lý về đào tạo cầu thủ. Thông báo đặc biệt, Luận BK sẽ livestream trên nền tảng mới online.vn với tần suất hàng ngày và có nhiều nội dung cực kỳ phong phú, không chỉ về game mà còn cả bình luận bóng đá thực hoặc các chương trình giải trí khác. Hãy đón xem tại play.online.vn/BK anh em nhé. Nói về đào tạo cầu thủ thì quả thật là Luận BK đã lượn lên trên các diễn đàn hay là các nhóm về FIFA. Phải nói thật là rất nhiều người không hề biết. Họ còn thậm chí thấy ngỡ ngàng vì tại sao có thể đào tạo cầu thủ, đào tạo chiến thuật hay là tăng điểm dành cho các cầu thủ nữa. Thì ngày hôm nay tôi sẽ lại có một cái video hướng dẫn chi tiết hơn và một phiên bản mới, phiên bản 2.0 dành cho công cuộc đào tạo cầu thủ. Trước khi nói đến về cái nội dung chi tiết ngày hôm nay thì tôi sẽ lại nói qua một chút nữa về tổng hợp lại cái khu Clubhouse. Một cái khu phải nói rằng là cực kỳ quan trọng dành cho những bạn nào muốn gọi là trang trí đội hình, muốn đẹp và thậm chí muốn tăng chỉ số dành cho những cầu thủ mà mình đang sử dụng. Nói về khu Clubhouse là cái khu cực kỳ quan trọng. Nó sẽ tăng sức mạnh cho đội hình của bạn. Nó sẽ có những dạng, đầu tiên là đào tạo cầu thủ. Trong cái đào tạo cầu thủ này thì sẽ nhiều người hỏi: anh ơi làm sao để đào tạo, anh ơi làm sao để kiếm điểm để mà dùng để đào tạo cầu thủ như thế này. Thì ở trên kênh Luận BK Channel đã có một clip hướng dẫn phiên bản đầu, phiên bản trước đó để mà giúp cho các bạn làm sao để kiếm những cái điểm nằm trong khu nhiệm vụ này. Đấy, làm sao để làm nhiệm vụ này, làm sao anh có nhiều nhiệm vụ xế, làm sao anh có nhiều cái 110 TC như thế và tại sao anh có thể kiếm được nhiều điểm như vậy. Thì đã có trên kênh này rồi và nó cái clip và cái đường link để đến cái clip đó bạn sẽ không cần tìm lâu mà nó sẽ nằm ngay dưới bên dòng bình luận và thậm chí là trong cái phần mô tả của video này. Nên là bạn hãy chú ý nhá. Bạn nào chưa biết thì hãy xem lại cái video trước và xem đoạn đầu thôi, còn đoạn sau thì có thể xem ở video này với phần hướng dẫn chi tiết về đào tạo cầu thủ. Sẽ có người hỏi: anh ơi em không hiểu làm thế nào để làm các loại nhiệm vụ mà nó ghi bằng tiếng Việt nhưng em không làm được, em không hiểu lắm. Thì trên kênh này của LBK cũng có rồi. Và cái đường link để hướng dẫn anh em làm nhiệm vụ trong khu Clubhouse cũng sẽ có nằm ở trên cái dòng bình luận, comment và trên cái phần mô tả video. Ngoài cái khu Clubhouse về việc nhiệm vụ để kiếm TC và đào tạo cầu thủ ra, có một cái tính năng mới cũng xuất hiện không lâu, đó là tính năng tập luyện chiến thuật. Cũng sẽ là một cái thứ mang lại sức mạnh về ba tuyến: tuyến tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ dành cho cả đội hình của bạn. Và cái này, tính năng này cũng đã có hướng dẫn ở trên kênh LBK và đường link nằm ở trên dòng comment, dòng bình luận nhé. Và nằm trên cả cái phần mô tả video nữa. Các bạn nhớ theo dõi và có thể học hỏi ở đấy những cái video hướng dẫn như vậy. Bây giờ quay lại với đào tạo cầu thủ này. Về tính năng đào tạo cầu thủ có ba cái thứ cơ bản, ba hướng, gọi là chính xác là ba hướng. Hướng đầu tiên đó là đào tạo theo hướng mà bạn muốn đá thật mạnh, đá tốt, đá khỏe. Cái đó thì bạn có thể là tăng chỉ số theo cảm nhận nhá, tăng chỉ số theo cảm nhận. Bạn có thể dùng cái điểm TC bạn đào tạo cứ tương đương là 2.000 TC cho một điểm mà. Ví dụ như là Torres chẳng hạn, bạn thấy hơi yếu, bạn đào tạo vào sức mạnh, bạn đào tạo vào thăng bằng. Cái đó là cái hướng theo bạn muốn đá cho tốt và những cầu thủ mà mình đang cảm thấy yếu, cảm thấy chưa đủ ổn chẳng hạn. Hoặc ví dụ dứt điểm kém thì có thể cho lên dứt điểm. Đó là ví dụ như vậy. Đây là hướng thứ nhất, là hướng để đá tốt và không quan tâm overall, không cần đẹp, chỉ cần đá khỏe. Hướng thứ hai là bắt đầu dần đẹp lên rồi đấy, vừa tốt vừa đẹp. Đó là có thể cho nó trọn vẹn thành một cái chỉ số chẳng hạn. Ví dụ như là đây chỉ số 123 đúng không, đánh đầu 123 bạn phải tăng 2 điểm vào đây, tăng max một chỉ số là 2 điểm mà, thành 125 cho đẹp chẳng hạn. Hoặc ví dụ như bạn ở một cái cầu thủ khác, bạn có thể là 129 chẳng hạn. Đây ví dụ đang muốn đổi màu chỉ số đúng không, đang 129 bạn có thể đổi thành, tăng lên thành 130. Cái đó là tùy các bạn. Và đó là hướng thứ hai, hướng vừa đẹp và vừa cũng có một chút về cái tác dụng. Và hướng thứ ba rất quan trọng, hướng này thì tôi nói thật là rất nhiều người muốn biết, đó là tăng overall cho cầu thủ. Ở phiên bản đào tạo cũ thì tôi làm hơi sơ sài, nói thật xin lỗi các bạn, bởi vì nói thật là cái video thứ nhất đấy tôi cũng chỉ tìm hiểu qua và chưa kỹ càng lắm. Tăng overall dành cho các cầu thủ, tôi chỉ nói về dạng 4 chỉ số quan trọng dành cho những vị trí đó và tăng vào đấy thì tỷ lệ cao. Nó không có một cái tỷ lệ một chắc 100%. Nhưng với bản phiên bản lần này, với cái tính năng lần này tôi hướng dẫn cho bạn và cái giáo án lần này, bài ngày hôm nay, bài livestream này, bài video này, nó sẽ nói kỹ càng hơn, chi tiết hơn và chuẩn xác đến tầm phải 99% dành cho các bạn nào muốn chắc chắn để tăng overall dành cho cầu thủ. Và chúng ta đi với lại chi tiết nhé. Xin giới thiệu cho các bạn, đó là cái bảng, đây chính là bảng tỷ lệ. Một cái bảng tỷ lệ này đến từ bên Hàn Quốc và đã được Việt hóa bởi khá nhiều anh em và
LVK tổng hợp được. Nó dành cho tất cả các vị trí trên sân, từ vị trí hậu vệ, thủ môn, tiền vệ, tiền đạo, thậm chí cả vị trí trung vệ thầm. Và nhiều người sẽ hỏi là đây là cái gì? Đây chính là cái hệ số của việc bạn tổng kết, bạn dùng các điểm số của cầu thủ đấy theo từng vị trí nhân với hệ số bên cạnh số đây 18, 13 các thứ đây, để có thể tạo ra thành một cái bảng thông số tỷ lệ tổng. Và nó sẽ phản ánh đúng chỉ số chi tiết của cầu thủ đó. Và điều này sẽ giúp cho các bạn tăng overall dễ hơn. Bây giờ tôi sẽ thử qua trước với Torres nhé. Bạn sẽ phải cho một cầu thủ mà mình muốn tăng overall vào cho đội hình của mình trước. Phải đá đội hình chính để xem rằng nó búp tất cả overall lên, búp tất cả các cái phần team color đi, rồi bắt đầu mới bắt đầu tăng chỉ số. Ví dụ tôi đang là 129 dành cho Torres, đúng không? ST129. Và chúng ta sẽ theo bảng ST tiền đạo, nó đây. Đó. Và đây là tất cả những điểm số mà liên quan đến tiền đạo, với 13 điểm chỉ số. Một tiền đạo là cái nơi vị trí mà có nhiều điểm chi tiết nhất. Và 13 điểm này sẽ quyết định dành cho những vị trí của tiền đạo. Vậy chúng ta làm gì? Đầu tiên, chúng ta nhân. Bạn sẽ phải có một cái máy tính. Bạn cần máy tính này, bạn cần cái bảng tỷ số. Bấm vào vị trí nó cho rõ ràng nhé, đừng bấm vào vị trí chỉ số chung, nó hơi lâu. Bạn muốn cho ST, bạn bấm ST. Và đây là những chỉ số chi tiết và nó quyết định bởi nhà phát hành EA và Nason. Đấy. Và đây, đầu tiên là dứt điểm đúng không? Đấy, chúng ta sẽ chơi gọi là nhân chỉ số lên. Đây là 132, đã cộng vô rồi nhé, đã cộng các mini color vào rồi. Và dứt điểm 132 nhân 18. 132 nhân 18. Chúng ta sẽ có 2376. Đấy. Tiếp tục chọn vị trí. Chọn vị trí của tôi là 136 sẽ nhân với lại 13. 136 nhân với 13. Rất chi tiết nhé, cái này anh em phải làm, phải tính cẩn thận. Đúng thông số. Đó, tiếp tục đến giữ bóng. Giữ bóng đó là 127 nhân 10 là 1270, đúng không? Lực sút nhân 10 luôn. Lực sút 132, 1320. Đánh đầu nhân 10, 1230. Phản ứng nhân 8. Phản ứng hình như ở dưới. Đúng rồi, phản ứng 133 nhân 8. 1064. Dê bóng nhân 7. Dê bóng 126. 882. Sức mạnh nhân 5. Sức mạnh trên rồi. 121. 605. Tốc độ nhân 5 luôn. 136. Nhân 5. 680. Truyền ngắn nhân 5. 116 nhân 5, 580. Tăng tốc nhân 4, 135 nhân 4. Đó. Và hai chỉ số cuối là sút xa nhân 3, 117 nhân 3. Và vô lê. Vô lê là cái thứ chỉ số không quan trọng nhất. 133 và nhân 2 thôi. 266. Tổng nào. Đây nhá. Làm phép tổng tất cả những cái chỉ số chúng ta có lại. Đây chính là 129. Đấy, chính xác chưa? 129,32 nhé. Đấy, đây là tổng số. Nó ghi là 12.932 nhưng thực sự thì trong game nó cho nó hiển thị là 129 và 0.32 này. Cái quan trọng nằm ở chỗ 0.32. Đó, bây giờ thì sao? Chỉ số hiển thị của cầu thủ này là 129. Và đang là 0.32, vậy muốn lên 130, đúng không? Chúng ta sẽ thiếu bao nhiêu điểm? Nó sẽ không có làm tròn nhé. Cái này sẽ không hề có làm tròn. Có những bạn sẽ dùng những cầu thủ, những vị trí mà lên đến 129,99, không làm tròn. Nó đúng là 130. 130 phải bao nhiêu đó thì mới là lên được thành 130 nha. Và đây, 129,32, vậy chúng ta thiếu là 68 điểm. 68 điểm chúng ta sẽ tăng vào đâu? Nên nhớ rằng các vị trí và các cái chỉ số này đều có hệ số. Và một cầu thủ chúng ta được phép tăng 6 điểm. 6 điểm này dành cho một chỉ số thì một chỉ số được 2 điểm. Vậy ví dụ tôi tăng vào dứt điểm 2 điểm. Vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu? 1 điểm là 18, 2 điểm 18 x 2 đúng không? 12, 8 x 2 bằng 36. Vậy tôi sẽ ví dụ có 36 này. Đúng không? Cộng 1 dứt điểm này, 2 dứt điểm này. Tôi tăng tiếp về 2 điểm vào bên phía chọn vị trí là được là 26 điểm nữa. Đúng chưa? Vậy tăng tiếp 2 điểm nữa vào giữ bóng là 20 điểm. Vậy thì thừa chưa?
chúng ta có đến bao nhiêu? 82 điểm. Vậy cộng 82 vào đây thì sao? 1, 2, 9, 3, 2. Xong rồi cộng 18, 2. 130,14. Đúng không? 13.014 x 130,14. Vậy chắc chắn là Torres này của tôi sẽ lên được chỉ số. Cứ vượt qua được 130 đã là chắc chắn sẽ lên chỉ số luôn. Và tất cả cái phép tính này đều áp dụng cho mọi vị trí trên sân. Mọi vị trí. Và lần này nó chi tiết như thế này. Nên là ở các video lần trước, cái video lần hướng dẫn thứ nhất, thì các bạn bảo rằng em sao em tăng tất cả các điểm số vào đây rồi mà em không thấy lên được overall. Bởi vì ví dụ như bạn là 129,01, vậy thì bạn có tăng hết cỡ vào 3 cái điểm có tỷ lệ nhân cao nhất là 6 điểm đấy thì có 182. Vậy thì ví dụ 129,01 cộng thành 1,29,83, không làm tròn. Vậy thì vẫn là 129 thôi. Đó là lý do vì sao mà cái video lần thứ nhất đấy nó không được chi tiết, nhưng video này này cực kỳ chi tiết và nó chuẩn xác đến từng ly luôn cho anh em. Được chưa? Nhưng mà tôi tại sao tôi nói bằng 99% cho cái bảng này? Bởi vì bảng này là bảng dịch từ bên Hàn Quốc về và vẫn có một cái sai số nho nhỏ ở khu vực CB này. Theo phản ánh của khá nhiều bạn đã từng thử thì nói thật là ở vị trí CB này vẫn chưa có một cái tỷ lệ hoàn toàn chuẩn lắm. Bảng này bảng tỷ lệ nó tầm khoảng 95-97% thôi. Nó thực sự vẫn còn một chút gì đó hơi sai sai một tí ti, tầm khoảng vài điểm, ví dụ tầm khoảng 4-5 điểm. Nên có những người ví dụ tầm khoảng check ví dụ 129,97 thì tự nhiên nó thấy là thành 130 trong game, bởi vì thực sự là nó tỷ lệ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn. Nhưng các vị trí khác thì tôi đảm bảo cho anh em là rất chuẩn. Vậy kết luận lại đấy, với cái đống này anh em có thể làm thế nào? Hãy tính theo những vị trí mà mình đang có. Bạn muốn tăng cho ST, muốn tăng cho hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo hay là trung vệ, thủ môn, đúng không? Thì bạn cứ phải theo cái bảng tỷ lệ này. Bạn lấy cái máy tính ra, bạn nhân đúng với cái tỷ lệ và đúng chỉ số mà đã ghi như thế này cho tôi. Và cái bảng này sẽ có đường link được viết ở trên cái phần dòng bình luận, hoặc thậm chí là ở trên cái mô tả video của cái clip này. Nó là cái bảng, cái đường link về bên Google Drive. Và tôi chia sẻ lên đấy rồi. Và admin của tôi sẽ ghim cái đường link này. Không phải ghim mà dạng kiểu đăng đường link này lên trên cho anh em. Bạn nào chưa muốn biết để có thể toàn bộ, đúng không? Bảng tổng kết toàn bộ cái này thì tôi sẽ đưa cho anh em. Và tất cả các vị trí gần như chuẩn lắm rồi, nhưng mỗi vị trí CB này thì vẫn chưa an toàn lắm. Nên là nó chỉ tính mang máng tầm khoảng 95-97% gì đấy. Nhưng cũng khá chuẩn rồi. Tôi tính ở trên cái bảng về đội của tôi thì thấy cũng khá chuẩn. Và nếu theo tổng như thế này thì gần như tất cả các vị trí sẽ không thể nào có cách nào để tăng lên được là 2 overall cả. Nhưng có một vị trí duy nhất là vị trí thủ môn. Thủ môn nếu bạn có thể tăng được thì tăng 2 overall. Ví dụ như là tầm khoảng 129,9 mấy, đúng không? Bạn tăng 3 phát vào đây, mỗi phát được tận là 42 điểm, đúng không? 42 thì bạn hoàn toàn có thể lên được tận là 2 overall, đúng không? Đấy, 2 overall luôn. Về vị trí thủ môn là vị trí duy nhất mà đào tạo theo cái hướng tỷ lệ nhân thế này thì nó sẽ theo là được 2 overall thôi, còn lại các vị trí khác là nó chỉ được 1 overall cao nhất. Nhớ nhá, anh em nhớ phải nhân trước, xếp vào đội hình này, xếp cầu thủ vào đội hình, nhân theo cái hệ số này, ra tổng điểm và nhân kỹ cảng cho tôi. Bởi vì đôi khi bạn sẽ nhân bấm nhầm, ví dụ cái bảng nó gần gần nhau. Ví dụ tầm 13 với 10 này, ông bấm chọn vị trí nhân 10, ông chọn giữ bóng nhân 13 là nó sai mất chỉ số. Cứ nhân đi nhân lại vài lần đến khi nào nó chuẩn xác 100% về cái chỉ số mà tôi đã ghi ra thì bạn sẽ thấy được tổng kết là bao nhiêu. Ví dụ là 11.000 bao nhiêu đấy hay là 12.000 bao nhiêu đấy thì nó tổng ra thành là 120. Ba chỉ số đầu chính là ba chỉ số nằm trong game này là quyết định dành cho chỉ số đấy. Vậy thì lúc đó bạn sẽ quyết định là tăng chỉ số nào. Đôi khi bạn sẽ không nhất thiết phải tăng vào ba vị trí, ba chỉ số với tỷ lệ cao nhất. Bạn có thể lựa chọn, ví dụ như là bạn đang là 100 của ví dụ là Torres chẳng hạn, 129,4 mấy, 3 mấy đúng không? Thì bạn có thể tăng vào mấy cái chọn vị trí giữ bóng dưng sút chẳng hạn, để cho nó vừa có được cái tác dụng mà vừa lại có overall đẹp. Đấy. Cái video này, cái bài giảng ngày hôm nay của BK của thầy luận ấy, là hướng cho anh em tăng overall chỉ đẹp thôi nhá. Chỉ đẹp thôi. Chứ còn thật sự là tăng overall lên nó cũng chả có cái tác dụng quái gì về đá tốt hơn bao nhiêu đâu cả. Nhưng rất nhiều người như tôi chẳng hạn, tôi đang thích một cái team mà toàn bộ 130 trở lên, vậy thì đào tạo cho Torres 130. Đó là cái điều mà chúng ta hướng đến và rất nhiều người quan tâm, đúng không? Đó là điều mà ngày hôm nay muốn hướng dẫn cho anh em. Và tất cả những thông tin này được tổng kết lại, bạn nào chưa hiểu xem lại lần nữa nhé. Và nhắc lại, đó là cái video, các video cũ liên quan đến khu vực đào tạo cầu thủ cũng như là cái nhiệm vụ rồi thì kiếm TC thế nào, nó đều đã có những đường link cũ ở bên dưới dòng comment, ở bên dưới cái khu bình luận và trong cái phần gọi là mô tả video này. Và rất mong các bạn hãy cùng bấm like, chia sẻ
hãy cùng ủng hộ cho kênh LBK với rất nhiều những bài giảng, rất nhiều những cái tính năng của game. Tôi nói thật là sẽ không làm cho bạn đá hay hơn, không có bất kỳ cách nào để hướng dẫn các bạn đá, kỹ năng đá cái gì cả, bởi tôi không biết đá. Nhưng về những cái gọi là thông tin và những tính năng mới, có cái gì hướng dẫn ra làm sao, trên kênh tôi có hết. Bạn cần cái gì tôi sẽ cho bạn cái đấy. Và bạn vẫn còn muốn hỏi thêm cái gì nữa thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Bây giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt và chúc các bạn gặp nhiều may mắn.